Đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm chùa xã Bá Xuyên. Đây là đơn vị được chọn làm điểm của địa phương. Tại ngày hội, bà con xóm chùa xã Bá Xuyên đã ôn lại truyền thống 92 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và cùng nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Xóm chùa xã Bá Xuyên có tổng diện tích 1 km2, 73 hộ dân, 300 nhân khẩu, đa số nhân dân trong xóm làm nông nghiệp. Trong nhiều năm qua, xóm luôn tích cực thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đạt kết quả nổi bật. Nhân dân trong xóm đã thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Bình quân thu nhập đầu người đạt 45 triệu đồng một người một năm, số hộ khá giàu chiếm 70%. Trong năm 2022, xóm đã huy động nhân dân hiến trên 500 m2 đất làm tuyến đường bê tông, mở rộng đường lên 6 m với tổng chiều dài gần 70 m, tổng giá trị gần 700 triệu đồng, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng với chiều dài gần 2.500 m. Hàng năm xóm đều đạt xóm văn hóa. Năm 2022, qua bình xét, có 71 trên 73 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 7 hộ đạt hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục. Khi có chủ trương mà để nông thôn mới về đích thì bà con nhân dân rất phấn khởi để làm được tuyến đường đi học. Thì bà con nhân dân rất phấn khởi mà hiện nay là chúng tôi sẽ được bà con hưởng ứng rất cao. Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thành phố sông Công và xây dựng nông thôn mới của xã Bá Xuyên, năm 2022, xã Bá Xuyên có 11 trên 12 xóm đạt xóm văn hóa và có trên 1.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 58 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Thế thì qua cái việc triển khai ở xã thì chúng tôi cho rằng là cái phong trào này khi mà được quan tâm, khi mà được triển khai rộng khắp ấy thì đã mang lại cái hiệu quả rất là lớn. Thứ nhất là tạo một cái sự đồng thuận, tạo cái không khí phấn khởi, ủng hộ của bà con nhân dân trong cái việc ủng hộ các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cái nhiệm vụ phát triển ở địa phương. Tại ngày hội, xã Bá Xuyên đã tổ chức khen thưởng cho các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, các gia đình văn hóa tiêu biểu, tặng quà cho 5 hộ nghèo gia đình chính sách của xóm. Ban công tác mặt trận xóm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.